Bye bà, hôm nay cháu được nghỉ Tết rồi đấy. Thế à? Thế con được nghỉ bao lâu? Cháu được nghỉ tận 2 tuần, tha hồ mà đi chơi. Thế con lại đây, để bà kể cho con nghe về kỳ nghỉ Tết huyền thoại của bà nhé. Đáng lẽ hôm nay là ngày phải đi học lại, nhưng chúng tôi lại được nghỉ thêm một tuần. Đây sẽ là một tuần rất tuyệt vời. Xem phim cả đêm, phim xong cày game. Không lo học thêm, cũng không cần đến trường. Không lo soạn văn, không lo học Anh. Không luôn toán hóa sinh địa công nghệ. Ăn hết cả hơi, check in mọi nơi. Anh em cùng chơi, không cần nghĩ ngợi. Theo trên cả nước, xoa tay từng bước. Chuẩn bị các thứ sẵn sàng biến hình. Đi lau nhà rồi xong đi ra nấu cơm. Ở nhà chơi suốt không phụ giúp ai. Ăn xong rồi thì rơi hết bát đũa luôn. Chiều lên gác quét dọn, nhanh cái chân lên. Khi xem phim thì nhà mẹ, tivi của mẹ. Dọn dẹp các thứ, đây là nhà của con. Mới có 2 tuần mẹ đang ngứa mắt với mình. Mà học còn sướng hơn là ở nhà. Since we are living among them, we want them to enjoy some other part of our videos and yeah. understand what we are trying to do. So this is in Vietnamese. As we're living in Asia, we're trying to give you the Vietnamese version of our fun type, right? Yeah. Okay. So we hope you guys enjoyed this video. If you enjoyed it, press the like button because it was so much work and so much fun creating it. I hope you guys subscribe and let us know in the comments what video you are going to like us to recreate next. So see you guys in the next video and join the GNK family by subscribing. Goodbye. Bye.